xin chào quý anh chị các bạn. Hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Trong khuôn khổ video này em xin phép giới thiệu cho anh chị về giá bán chiếc xe Toyota Fortuner phiên bản các phiên bản ở thời điểm tháng 2 năm 2023 này. Thì đặc biệt ở thời điểm này bên em đang giảm cho chiếc xe này lên đến hơn 100 triệu tiền mặt. Và ngoài ra vẫn tặng kèm cho anh chị thêm một gói phụ kiện trị giá 15 triệu. Cụ thể như sau, thì Toyota Fortuner được phân phối thị trường Việt Nam với tổng cộng là 7 phiên bản, nhưng tuy nhiên là hôm nay em sẽ xin phép giới thiệu cho anh chị một vài dòng xe đang có ưu đãi cực tốt ở thời điểm hiện tại. Thì đầu tiên là dòng xe một cầu máy dầu số sàn lắp ráp tại Việt Nam có giá niêm yết là 1 tỷ 026 triệu, hiện tại bên em đang tặng cho anh chị là giảm cho anh chị là 50 triệu tiền mặt. Ngoài ra thì tặng cho anh chị thêm một gói phụ kiện trị giá 15 triệu nữa. Thì chiếc xe lăn bánh chỉ còn có khoảng 1 tỷ 83 triệu, và trả góp thì anh chị chỉ cần chuẩn bị trước cho em khoảng tầm 315 triệu là có thể trả góp được rồi. Phiên bản tiếp theo là phiên bản một cầu số tự động máy dầu lắp ráp tại Việt Nam thì có giá niêm yết là 1 tỷ 118 triệu, và thời điểm hiện tại này bên em đang giảm cho anh chị là 100 triệu tiền mặt, và ngoài ra tặng cho anh chị thêm một gói phụ kiện trị giá 15 triệu nữa. Thì anh chị lăn bánh chiếc xe này giá xuất đơn chỉ có 1 tỷ 018 triệu. Để lăn bánh thì anh chị chỉ cần chuẩn bị trước giúp em khoảng tầm 1 tỷ 135 triệu thôi, còn trả góp thì anh chị chỉ cần chuẩn bị trước khoảng 330 triệu là có thể lăn bánh ra ngoài đường rồi, trả góp tối thiểu. Phiên bản tiếp theo là phiên bản một cầu máy xăng nhập khẩu 2.7 thì có giá niêm yết là 1 tỷ 229. Thời điểm hiện tại em đang giảm cho anh chị là 55 triệu tiền mặt và tặng cho anh chị một gói phụ kiện trị giá 15 triệu đồng. Giá xuất đơn chỉ còn là 1 tỷ 174 và lăn bánh khoảng tầm tỷ 3, trả góp trước khoảng tầm 377 triệu. Còn phiên bản tiếp theo là phiên bản một cầu Legend, một cầu máy dầu 2.4 lắp ráp trong nước, phiên bản thể thao, phiên bản Legender thì có giá niêm yết là 1 tỷ 259 và thời điểm tháng 2 năm 2023 này thì bên em đang giảm cho anh chị là 100 triệu tiền mặt và tặng cho anh chị gói phụ kiện trị giá 15 triệu. Thì giá xuất hóa đơn của chiếc xe này chỉ còn có là 1 tỷ 159, lăn bánh khoảng 1 tỷ 290 và trả góp thì anh chị chuẩn bị khoảng tầm 380 giúp em. Còn phiên bản cao cấp nhất là phiên bản 2.8 máy dầu 2 cầu lắp ráp tại Việt Nam có giá là 1 tỷ 470. Có giá niêm yết là 1 tỷ 470 và thời điểm hiện tại bên em giảm cho anh chị hơn 100 triệu, cụ thể là 105 triệu, thì chiếc xe này xuất hóa đơn chỉ còn là 1 tỷ 365 và lăn bánh khoảng 1 tỷ rưỡi, trả góp thì anh chị chuẩn bị trước giúp em khoảng 142 triệu là có thể là lăn bánh chiếc xe ra ngoài đường rồi. Thì trước mắt chúng ta đây là chiếc xe Toyota Fortuner phiên bản 2.8 máy dầu số tự động lắp ráp tại Việt Nam, thì thời điểm này giá đã là quá rẻ cho dòng xe Toyota Fortuner. Thì anh chị cần em tư vấn thêm về phiên bản nào thì liên hệ giúp em qua số hotline ở trên màn hình, em sẽ tư vấn cụ thể với anh chị hơn về các dòng xe cũng như là về các chính sách trả góp cũng như cụ thể khuyến mại xe Toyota Fortuner. Vừa rồi thì em đã đi một vòng quanh ngoại thất của xe để giới thiệu anh chị về nội thất. Chỉ tiện đứng ở đây, trước khi vào trong nội thất em sẽ giới thiệu cho anh chị về cái đây là cái mức tiêu thụ nhiên liệu của xe thì chỉ có 7,8 lít trên 100 cây đường hỗn hợp. Và nhấn mạnh với anh chị đây là phiên bản 2 cầu số tự động, thì phiên bản 1 cầu số tự động nó chỉ loanh quanh tầm 6 lít rưỡi cho phiên bản một cầu số tự động. Còn đây là phần nội thất của xe, xe được trang bị khá nhiều option, camera 60, rồi giữ làn đường, cảnh báo tiền va chạm, ga thích ứng này, bộ 11 loa JBL, màn JBL luôn, khóa vi sai này, rồi 3 chế độ lái, đây chế độ gài cầu, điều hòa tự động, 2 vùng, ghế thì được khâu theo cái thiết kế theo phong cách thể thao, có 2 màu phối hợp giữa màu đỏ và màu đen. Đây là da nhá anh chị nhá. Đây cũng là da này. Tay lái bọc da và ốp gỗ. Ghế cũng là ghế da, chỉnh điện cả hai bên, chỉnh điện cả ghế lái và ghế phụ. Toyota Fortuner thì được là dòng xe có gầm cao nhất trong phân khúc SUV cỡ nhỏ. Và
là cửa chung, và cái hàng ghế thứ ba cũng là một hàng ghế ngồi thoải mái nhất trong cả tất cả các dòng xe SUV cùng phân khúc. Hàng ghế thứ hai, vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị về nội ngoại thất chiếc xe Toyota Fortuner, cũng như là giới thiệu cho anh chị về giá bán cũng như là các chính sách của xe Toyota Fortuner phiên bản các phiên bản ở thời điểm tháng 2 năm 2023 này. Anh chị cần em bổ sung thêm thông tin gì thì nên vô lòng liên hệ giúp em qua số hotline ở trên màn hình. Em xin phép hẹn anh chị những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.